Loạt cán bộ bị bắt, lò vẫn nóng khi khởi tố mẹ cường đô la, vụ trả nợ 2.882 tỷ trường Mỹ Lan. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng, nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước. Sự trong sạch vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân chúng ta phải làm và kiên quyết làm, kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Thời điểm này, mặc dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn nữa, nhưng công cuộc đốt lò vẫn tiếp tục được Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tiến hành theo ý nguyện của người. Dưới đây chúng tôi xin được nhắc đến vụ án liên quan đến công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của Cường Đô La, nhân vật vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên trước khi đi vào nội dung chính như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng PKT điểm lại 5 vụ việc trong chiến dịch đốt lò tham nhũng ngay sau đây. Một bắt cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng vì hành vi đánh bạc khi đang là nhân viên của một công ty tư nhân. Ông Hồ Đại Dũng bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi đánh bạc trái phép. Theo quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Hiện ông Dũng bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an. Thời điểm bị bắt, ông Dũng đang là nhân viên công ty AS Ông Hồ Đại Dũng sinh ngày 30 tháng 8 năm 1972, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trình độ thạc sĩ kinh tế, phát triển, cao cấp lý luận chính trị. Tại kỳ họp bất thường ngày 1 tháng 11 năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Hồ Đại Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ngày 10 tháng 7, tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng. Ngày 19 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định số 697 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trước đó nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo quản lý theo nguyện vọng cá nhân, gia đình. Như vậy, khi bị bắt, ông Dũng không còn giữ chức vụ nào mà chỉ là một nhân viên bình thường. 2. Khởi tố bắt tạm giam Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc, Trưởng phòng. Công an tỉnh Hậu Giang cho biết các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 3. Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang bị bắt quả tang nhận hối lộ tại quán cà phê. Ngày 1 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Ngô Ngọc Quyền, 46 tuổi, khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Huy, 31 tuổi, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Được biết, hai cán bộ nhận hối lộ để sửa hồ sơ nhằm chạy tội cho người vi phạm. Cả hai bị can trên là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. 4. Bắt giam Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Quản lý Đất đài tỉnh Quảng Nam Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam hai cán bộ tại Tri Cục Quản lý Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Hai bị can gồm Lương Thiện Phước sinh năm 1967 trú thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Phó Tri cục trưởng Tri cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Cao Sang sinh năm 1982 trú tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, chuyên viên Tri cục Quản lý đất đai bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự. 5. Khởi tố bắt tạm giam cán bộ thanh tra. Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ đối với bị can Phạm Minh Quyết, đối tượng cầm đầu. Khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong vụ án mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nhóm bảo kê phạm tội trên vùng biển xảy ra tại ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện An Minh đã tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự đưa nhận và môi giới hối lộ. Toàn cảnh vụ mẹ cường đô la. Vụ việc bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cựu chủ tịch hội đồng quản trị cùng một loạt lãnh đạo tập đoàn cao su và một số cơ quan, các cơ quan liên quan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm xảy ra tại khu đất công 39 39B bến Vân Đồn quận 4 thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận. Những người biết rõ về quá trình kinh doanh của bà Loan đại diện cho Quốc cường gia lai thì không bất ngờ bởi đây không phải là lần đầu bà Loan liên quan đến đất công mà đã từng có nhiều lãnh đạo thành phố, lãnh đạo công ty có vốn nhà nước phải đi tù do chuyển nhượng dự án cho Quốc cường gia lai. Được biết câu chuyện này xuất phát từ việc hội đồng xét xử buộc công ty Quốc cường gia lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trường Mỹ Lần là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Theo báo Công an Nhân dân, chiều 19 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Công ty Cao Su Đồng Nai, Công ty Cao Su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Lý lịch của mẹ Cường Đô La được xác định như sau. Tên thật Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, quê quán Bình Định. Bà Loan là người sáng lập xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Bà cũng là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu cũng trong chiều 19 tháng 7, đúng hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn tiếp tục thực thi công vụ khám xét chỗ ở tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 15 giờ chiều ngày 19 tháng 7 năm 2024, hàng chục thùng giấy cỡ lớn và két sắt đã được cảnh sát dán niêm phong vận chuyển từ trong nhà bà Nguyễn Thị Như Loan đưa lên xe chuyên dụng trở đi. Đồng thời, nhiều tổ cảnh sát và các lực lượng liên quan vẫn còn túc trực ở khu vực nhà bà Loan. Sáng cùng ngày các lực lượng chức năng đã đến làm việc bên trong bên ngoài tòa nhà của bà Nguyễn Thị Như Loan, nhưng tòa nhà và khu vực xung quanh không bị phong tỏa. Cường Đô la thay mẹ làm tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường tức Cường Đô la chính thức là người đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai thay bà Nguyễn Thị Như Loan đang bị bắt tạm giam. Đó là thông tin mới nhất. Cùng với đó, đại diện Quốc Cường Gia Lai thông tin, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các nội dung liên quan. Hiện tại công ty vẫn đang hoạt động bình thường, các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện. Đây là động thái mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất số 39, 39B bến Vân Đồn Tính đến nay, đã có 17 bị can liên quan đến vụ án này bị khởi tố bắt giảm. Cụ thể, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG. Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường, hay thường gọi là Cường Đô La, sinh năm 1982, chính thức giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan. Thông tin mới được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, giấy phép có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7. Việc ông Nguyễn Quốc Cường lên thay thế các vị trí của mẹ nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của công ty. Ngồi ghế nóng được ít ngày thì hôm 30 tháng 7 vừa qua, ông Cường tham gia cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Quốc Cường Gia Lai, trả lời nhiều câu hỏi của cổ đông liên quan tới các hoạt động của công ty. Vị tổng giám đốc 42 tuổi tỏ ra rành rọt trả lời mọi câu hỏi của cổ đông một cách trực diện không né tránh. Chia sẻ với cổ đông, ông Cường có nhắc đến biến cố không may mắn vừa xảy ra với Quốc Cường Gia Lai liên quan vụ việc của bà Loan. Ông cảm ơn và trân trọng tình cảm của cổ đông khi gửi lời hỏi thăm, động viên mong cổ đông sát cánh đồng hành với công ty trong thời gian tới. Trong phiên họp này, hai lần ông Cường bày tỏ sự cam đoan và quyết tâm vực dậy Quốc Cường Gia Lai sau sóng gió. Lần thứ nhất ông cam đoan từ nay về sau với vị trí tổng giám đốc sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quyền lợi cổ đông lần thứ hai ông hứa mọi hoạt động kinh doanh của quốc cường gia lai trong thời gian tới sẽ được bình thường trở lại hiện tại ông cường còn điều hành công ty bất động sản sea holdings hoạt động chủ yếu tại bình dương khi được hỏi về việc cân bằng vai trò giữa hai doanh nghiệp ông cường cho biết bản thân nhận nhiệm vụ tại quốc cường gia lai khá bất ngờ ông thừa nhận nếu bị hỏi kỹ về chiến lược phát triển công ty ngay lúc này ông chưa thể có câu trả lời thấu đáo Ông cần thời gian rà soát lại tình hình Quốc Cường Gia Lai và sẽ cố gắng để hoàn thiện nhiệm vụ tại cả hai doanh nghiệp. Quốc Cường Gia Lai cần gì để vượt bão? Thiếu vắng bà Nguyễn Thị Như Loan, người sáng lập điều hành suốt hơn 3 thập kỷ, Quốc Cường Gia Lai vừa phải kiện toàn bộ máy nhân sự, không chỉ bổ nhiệm ông Cường làm tổng giám đốc, cổ đông công ty còn bầu ông Cường vào hội đồng quản trị thay cho bà Loan. Ngoài ra công ty cũng có thêm một thành viên hội đồng quản trị độc lập là bà Hà Thị Thu Thủy. Bà Thủy là phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lin Property, công ty nơi em gái ông Cường làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Từ đó, danh sách hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai đầy đủ 4 thành viên, gồm ông Lại Thế Hà, ông Nguyễn Quốc Cường, ông Lại Thế Hiển và bà Hà Thị Thu Thủy, nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh vấn đề nhân sự, công ty cần xử lý bài toán tài chính. Công ty có một khoản tiền 2.882 tỷ đồng cần trả cho đối tác Sunny Island liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thảo luận tại đại hội, vấn đề được các cổ đông quan tâm lớn nhất là về phán quyết tòa án số tiền 2.880 tỷ đồng mà quốc cường Gia Lai phải trả cho Vạn Thịnh Phát. Các cổ đông đặt câu hỏi là sau khi trả tiền xong thì có lấy lại dự án được không? Quốc cường Gia Lai có kháng án là giảm nửa số tiền trả cho Vạn Thịnh Phát thì có được chấp thuận không? Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết liên quan đến dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, công ty đã nhận hơn 2.880 tỷ đồng từ công ty Sunnylands liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị phanh phui, phía tòa án buộc trả lại số tiền trên để bà Trương Mỹ Lan đảm bảo thi hành án. Hiện tại do vướng án nên tất cả hồ sơ sổ đỏ được phong tỏa không dùng để cầm cố bất kỳ khoản vay nào khác. Nên khi quốc cường Gia Lai trả xong 2.800 tỷ đồng thì sẽ được lấy lại dự án và công ty cũng có kế hoạch sẽ tiếp tục triển khai dự án theo hướng phù hợp. Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết. Ông Nguyễn Quốc Cường cũng chia sẻ với các cổ đông khi Quốc Cường Gia Lai mới xảy ra điều không may. Mọi thứ vẫn đang kiểm tra, không thể vì công ty mà ảnh hưởng trong vai trò tổng giám đốc. Ông Cường xin đảm bảo sẽ cố gắng để công ty tiếp tục hoạt động trên trù. Hiện Quốc Cường Gia Lai có 4.900 đến 5.000 tỷ đồng nợ trên vốn 9.000 tỷ đồng con số này là lớn. Nhưng theo ông Cường, căn cứ và báo cáo tài chính thì số lãi vay hiện công ty đang phải chi trả khoảng 3%. Tầm 300 tỷ đồng nên việc nợ vay chưa phải là áp lực cho quốc cường Gia Lai trong thời gian tới. Nên sức khỏe công ty rất tốt, chưa đáng lo ngại. Theo tài liệu họp công bố trước đó, quốc cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 20 lần năm trước. Bản lãnh đạo đặt mục tiêu năm nay sẽ tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1 trên 500 dự án Mariana Đà Nẵng và triển khai thủ tục kịp bán hàng trong quý 4. Đồng thời, công ty đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào quý 3 năm nay, tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng liên kế hoạch có nguồn thu từ mổ cao su, hoàn tất chuyển nhượng 3 nhà máy thủy điện, hoàn tất thoái vốn tại công ty thiết kế, công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á. Công ty sẽ hoàn thiện pháp lý các dự án dở dàng có tính khả thi cao và chuyển nhượng hàng tồn kho tại các dự án. Về tình hình cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai sau biến cố của bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, cổ phiếu đã bị ảnh hưởng nặng nề khi liên tục bị bán tháo với 7 phiên giảm sàn liên tiếp. Dù vậy, cổ phiếu công ty đang có sự đảo chiều bất ngờ, tăng trần 2 phiên trước thềm đại hội và đang giao dịch tại mức 7.240 đồng trên một cổ phiếu trong phiên sáng ngày 30 tháng 7. Về cơ cấu, theo báo cáo tình hình quản trị được công bố vào đầu năm 2024, gia đình bà Loan nắm giữ số lượng lớn cổ phần tại quốc cường Gia Lai với tỷ lệ sở hữu sấp xỉ 60%. Ba người có tỷ lệ cao nhất lần lượt là Nguyễn Thị Như Loan 37%, gần 102 triệu cổ phiếu, Nguyễn Ngọc Huyền My con gái 14,3%, gần 39,4 triệu cổ phiếu và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt em gái. 3,5%, gần 9,7 triệu cổ phiếu. Riêng ông Cường sở hữu 0,2%, tương đương 537.500 cổ phiếu. Vợ là Đàm Thu Trang, không có cổ phiếu của doanh nghiệp này. Ngoài ra, con rể, các em và em rể của bà Loan cũng sở hữu tổng cộng 5,1% cổ phần, tương đương 14,1 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Quốc Cường phải làm gì với 2.882 tỷ đồng trả nợ trường Mỹ Làn? Gánh nặng trên vai quốc cường Gia Lai hiện nay là khoản nợ 2.882 tỷ đồng phải trả cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan dự án Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Loạt tài sản bất động sản giá trị của doanh nghiệp này cũng bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra hôm 30 tháng 7, ông Nguyễn Quốc Cường, tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai thừa nhận điều quan tâm nhất hiện nay ở Phước Kiển là thu xếp nguồn tiền trả lại bà Trương Mỹ Lan và nhận về dự án. Trao đổi bên lề cuộc họp, ông Cường nói nguồn tiền để thanh toán đang được sắp xếp. Công ty dự kiến thoái vốn 3 dự án thủy điện, đem về nguồn thu khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong năm nay và đầu năm sau, công ty cũng tập trung xử lý hàng tồn kho tại các dự án, dự kiến đem về hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng với doanh thu của Mariana Đà Nẵng, con số thu về hoàn toàn khả thi để trả cho đối tác. Thời gian tới nếu gặp khó khăn về xử lý hàng tồn kho hay thoái vốn thì Quốc Cường Gia Lai cũng sẽ xem xét thoái vốn ở một số công ty để chuẩn bị đủ nguồn tiền. Về phương thức xử lý hàng tồn kho, CEO Quốc Cường Gia Lai nói có hai dạng tồn kho dở dang và tồn kho dự án đã hoàn thành. Công ty ưu tiên xử lý tồn kho ở dự án hoàn thành và là sản phẩm thật. Về việc thoái vốn thủy điện, ông Cường cho rằng ban điều hành cũng đang cân nhắc phương án thoái vốn dự án bất động sản khác thay vì thủy điện. Nói về dự án Phước Kiển, ông Cường khẳng định đó là một trong những dự án then chốt của công ty. May mắn, mọi hồ sơ sổ đỏ liên quan dự án đã đưa cho đối tác Sunny Island trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được cơ quan điều tra nắm giữ không bị cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào. Do đó, khi nào Quốc Cường Gia Lai thanh toán số tiền trên thì có thể cầm lại sổ đỏ của 65 hectare đã chuyển đổi cho đối tác về pháp lý dự án ông cường nói dự án đã kéo dài nhiều năm nhiều giấy tờ không còn giá trị nếu quốc cường gia lai nhận dự án về sẽ tiếp tục triển khai pháp lý hoặc tìm đối tác xứng tầm để cùng đồng hành phát triển đối tác tiềm năng cùng phát triển dự án ông cường đánh giá vị trí phước kiển rất đẹp kế bên phú mỹ hưng hiện tại nhiều đối tác trong và ngoài nước đang ngỏ ý muốn cùng quốc cường gia lai thực hiện dự án này Song song với đó, nhiều đối tác sẵn sàng đàm phán với công ty về phương án triển khai. Tuy nhiên, ông Cường cho rằng để có thể ngồi vào bàn đàm phán, quốc cường Gia Lai phải mang dự án về. Ông Cường cũng cho rằng sau ngày 1 tháng 8, khi các luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực, thì dự án này có thể có nhiều điểm thuận lợi. Vấn đề duy nhất là tiền sử dụng đất được tính toán lại, do đó giá trị sản phẩm sau này bán ra sẽ tăng cao. Tuy nhiên, quốc cường Gia Lai hoạt động theo pháp luật, nhà nước nên sẵn sàng tuân thủ. Từ năm 2016, quốc cường Gia Lai và Sunny Island đã ký thỏa thuận ghi nhớ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu dự án Phước Kiển nhà bè thành phố Hồ Chí Minh với giá 2882 tỷ đồng. Cuối năm 2017, quốc cường Gia Lai đã dùng 2882 tỷ đồng tất toán nợ vay tại BIDV và phát triển các dự án bất động sản. Hai bên thống nhất số tiền trên sẽ được cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng được hoàn tất, dự án đủ điều kiện được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, vừa qua khi xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tòa án đã phán quyết quốc cường Gia Lai phải trả 2.882 tỷ đồng. Loạt tài sản bất động sản giá trị của doanh nghiệp này cũng bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Ông Nguyễn Quốc Cường thừa nhận sẽ thu xếp nguồn tiền để trả lại cho bà Trương Mỹ Lan và nhận về dự án. Phương thức thực hiện là thoái vốn ba dự án thủy điện, xử lý hàng tồn kho, phát triển dự án Marina Đà Nẵng, tổng doanh thu đưa về khoảng 3.000 tỷ đồng. Ông Cường đánh giá phương án này là khả thi, nếu gặp khó khăn trong xử lý hàng tồn kho, Quốc Cường Gia Lai còn tính đến thoái vốn ở một số công ty khác. Quốc Cường Gia Lai có nguồn tài sản khá lớn được tích lũy nhiều năm. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh nghiệp có hơn 7.033 tỷ đồng hàng tồn kho, không thay đổi nhiều so với cuối năm trước trong đó hơn 6.525 tỷ đồng là bất động sản dở dang và 465 tỷ đồng là bất động sản hàng hóa. Báo cáo không thuyết minh cụ thể về các dự án tồn kho. Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, tài sản bất động sản của công ty được thuyết minh cụ thể hơn với bất động sản dở dang gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, tư vấn thiết kế, xây dựng và chi phí khác. Quốc cường Gia Lai có các dự án khu dân cư Phước Kiển thành phố Hồ Chí Minh, dự án Lavida thành phố Hồ Chí Minh, Central Premium thành phố Hồ Chí Minh, Marina Đà Nẵng và một số dự án khác. Bất động sản hàng hóa đã xây dựng hoàn thành gồm chung cư Quốc cường Gia Lai 2 lô A thành phố Hồ Chí Minh, dự án The Capella thành phố Hồ Chí Minh, chung cư Gia Việt thành phố Hồ Chí Minh và một số dự án khác. Ngoài ra, công ty do ông Cường làm CEO có 3 nhà máy thủy điện gồm thủy điện Iagrai 1, thủy điện Iagrai 2 và nhà máy thủy điện Iazun Trung, Gia Lai. Trong phương án ông Cường đưa ra, Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng 3 nhà máy này, dự thu về khoảng 1.000 tỷ đồng vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay. Đối với Marina Đà Nẵng, ông Cường đánh giá đây là dự án pháp lý hoàn chỉnh nhất trong các dự án của công ty. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu năm nay tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1 trên 500 và triển khai thủ tục kịp bán hàng trong quý 4 năm 2024 hoặc quý 1 năm 2025. Trong trường hợp không triển khai được Marina Đà Nẵng, công ty sẽ tiếp tục bán tài sản để thu hồi vốn. Tính đến ngày 31 tháng 3, Quốc Cường Gia Lai có tổng nợ phải trả hơn 5.100 tỷ đồng trên tổng nguồn vốn hơn 9.500 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính hơn 570 tỷ đồng, hệ số nợ trên vốn sở hữu là 0,13 lần. Dù chưa có thời gian quá dài ngồi ghế nóng nhưng ông Cường nhận định Quốc Cường Gia Lai có lượng tài sản tương đối tốt và không chịu áp lực về dòng tiền trả nợ trong ngắn hạn. Ông cho rằng sức khỏe công ty rất tốt chưa đáng lo ngại, nhiều quỹ đất có thể triển khai, tính thanh khoản cao và mong cổ đông tiếp tục đồng hành. Tuy nhiên, nước xa liệu có cứu được lửa gần khi mà trước lúc có tiền trả cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát và biến những lợi thế tài chính theo ghi nhận của ông Cường trở thành hiện thực thì Quốc Cường Gia Lai vừa có một quý lỗ nặng kỷ lục trong 10 năm qua. Cụ thể quý 2 năm nay công ty lỗ 17,3 tỷ đồng và nửa đầu năm cũng lỗ 16,6 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ lỗ gần 14 tỷ đồng, doanh nghiệp này còn chưa đầy 28 tỷ đồng tiền mặt. Quốc cường Gia Lai vẫn còn hơn 7.000 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm 75% tổng tài sản. Trong đó, phần lớn là tồn kho dở dang, gồm chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và chi phí khác. Lượng tồn kho này tồn động đã lâu. Đòi hỏi ông Cường cần có các giải pháp thực tế để giải phóng, đem lại dòng tiền hoạt động cho công ty. Quốc Cường Gia Lai phải trải qua sóng gió khi bà Nguyễn Thị Như Loan, người tiên nhiệm của ông Cường bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 3939B bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cường sau đó được bổ nhiệm thay thế bà Loan kiêm người đại diện pháp luật Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường mong cổ đông sát cánh cùng Quốc Cường Gia Lai. Còn các bạn có suy ngẫm gì về việc loạt cán bộ bị bắt lo vẫn nóng khi làm vụ mẹ Cường đô la đến cùng? bạn muốn pkt làm về tiểu sử người nổi tiếng hay chính trị gia nào cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt